Chị, em là Jasmine ở tới từ công ty New Revolution. And hôm nay Jasmine đang ở showroom của Gulfstream. Jasmine muốn giới thiệu với mấy anh chị là cái sản phẩm mới của công ty là cái nude glow. Buổi sáng là chị có làm những cái màu nude này rất là đẹp, rất là tự nhiên, very natural looking. Là buổi tối thì glow là dark. Hôm nay là Jasmine đã prep cái móng của model của Jasmine rồi. Thì bây giờ Jasmine sẽ hướng dẫn từng chi tiết để mà mình làm cái nude glow. Mà cái nude glow này là bột dip vừa đắp ha. Ok, prime bond. Cái bước kế tiếp là Jasmine sẽ dùng crystal clear với lại cái base dip số 2. Bây giờ Jasmine sẽ build cái nền cho nó chắc trước đã. Tại vì cái này là mình extend cái móng ra thì cái foundation rất là quan trọng ha. Mà lúc mà mình sơn cái số 2 á, mình phải sơn mỏng thiệt mỏng, mình đừng có sơn dày. Mình sơn dày quá một lát cái mình làm xong á, cái dip á nó dày rồi mình sẽ tốn công mình ngồi mình dũa, đúng không? Bây giờ chắc mình sẽ làm cái lớp thứ hai, cũng là dùng cái crystal clear. Mình phải build cái foundation trước nha. Lúc mà mình build cái foundation rồi á, là mình sẽ lấy mình sẽ sử dụng activator. Mình làm cái foundation này cho nó khô. Để một lát mình dũa lại cái shape cho nó đều trước đã. Dũa, lúc mà mình làm dip đó, là mình phải dùng những cái dũa cỡ 150 cái nude glow rất là đặc biệt. Một cái là buổi sáng là một cái màu nude natural cho khách hàng, rồi buổi tối thì nó glow là dark. Mà cái sản phẩm này mình có thể mình sử dụng làm dip cũng được hoặc là đắp acrylic cũng được nữa. Thì hôm nay là Jasmine sẽ sử dụng NG6. Cái này là Jasmine đã prep cái móng xong hết rồi. Bây giờ Jasmine sẽ sử dụng cái base dip số 2. Cái glow này rất là đẹp mà rất là lạ. Giống như những người anh chị nè, những người khách hàng của mình mà làm trong văn phòng office đi. Thì người ta phải đeo những cái màu nó phải là natural color để người ta đi làm, phải là làm trong văn phòng mà. Còn buổi tối, nhiều khi weekend, khách hàng mình đi chơi đồ này nọ, họ muốn glow the dark thì cái này nó perfect cho những người khách đó. Công ty New Revolution is the only company có cái nude glow collection thôi, mà tổng cộng mình có 6 màu thôi. Mà cái đặc biệt của cái nude glow này á, là lúc mà mình sơn, mình nhúng tay của khách hàng vào cái hũ á, cái màu ra rất là đẹp, nó không có bị marbleize với lại nó không có bị hộp đen. Mà cái glow này rất là sáng và nó last rất là long time, chứ không phải là glow xong rồi tự động nó tắt. Bây giờ chắc mình nhúng cái lớp đầu tiên ha. Mình sẽ nhúng cái glow, cái bột glow này là 2 lớp. Yeah.
sản phẩm của New Revolution là làm tại Katy, Texas. Okay. Lúc mà mình xong hai lớp màu nude này rồi á, bây giờ Jasmine sẽ sơn phía số 2 cái base dip này lại nha, để mình bảo vệ cái màu, cho nên một lát á mình buff á, nó không cái màu nó vẫn stay on better hơn. Xong cái lớp thứ hai cái base dip rồi á, bây giờ Jasmine sẽ để activator lên để cho cái số 2 này nó khô. Rồi Jasmine mới vuốt lại cái shape một chút xíu nữa and then mình buff lại là mình ready to go. Mà cái đặc biệt của cái glow này á là nó không phải là nó glow một màu, mình có 6 màu, nó glow mỗi màu nó glow different colors chứ không phải là chỉ có một màu. Bây giờ là Jasmine sẽ là để activator lên thêm một lần nữa trước khi mình để cái top nha. Cái activator rất là quan trọng, mình không có thể nào mình quên cái activator này. Nếu mà mình không có để activator này trước khi mình để top là cái top của mình nó sẽ không bao giờ nó khô. Cái quan trọng một cái lúc mà mình apply activator rồi á, mình phải có một cái miếng vải mình chùi bỏ cái activator. Tại nhiều khi activator bám vô cái da của khách hàng mình á, mình không có thấy, thì mình không có chùi cái khúc này á. Một lát mình để cái số 4 cái top dip lên á, là cái cọ số 4 nó rất là dễ bị hư nha, cho nên mình kỹ một chút xíu, mình phải chùi cái khúc này. Xong rồi bây giờ mình mới cái để top dip là số 4 nè. Mà cái lớp đầu tiên á, mình sơn á, mình phải sơn cho nó mỏng, đừng có sơn dày. Mà cái khúc này rất là quan trọng. Thí dụ cái lớp này á, cái lớp đầu tiên của cái top dip á, vẫn còn cái độ bóng mà mình không có đợi cho nó khô hoàn toàn hết trơn trước khi mình để cái lớp thứ hai lên á, thì cái số 4 rất là lâu khô. Thì bây giờ mình phải đợi cái lớp thứ hai cho nó khô. Thì lúc mình, tại sao mình biết nó khô được á, là mình thấy cái móng của khách hàng của mình nó mờ, thì lúc đó mình mới ready mình để cái lớp thứ hai. Nếu mà mình hấp tấp mình để lớp thứ hai lên liền á, thì người ta phải ngồi at least tới hơn tới 5 phút cái móng tay của khách hàng mới khô được. Okay. Cái top dip á, là make sure á, lúc mà mình sơn cái top dip lên rồi á, đừng có để tay của khách hàng vô quạt hoặc là để vô cái đèn. Tại vì để vô quạt với cái đèn á, là cái top này nó sẽ bị mờ, mà để vô cái quạt á, là cái top này nó sẽ bị hư. Cho nên cái quan trọng á, là lúc mà mình để cái top dip á, là mình phải để cho nó air dry. Nếu mà mình muốn gắn hột xoàn cho chắc á, với lại dễ á, là mình sẽ cần cái base dip số 2 với lại cái activator là cái số 3 để mà mình gắn những cái hộp cho nó last long. Thì bây giờ là Jasmine đang sử dụng cái hộp xoàn của Shine and Bling. Bên này là cái nude glow, bây giờ Jasmine sẽ gắn hộp xoàn. Jasmine sẽ hướng dẫn mấy anh chị cái cách gắn hộp xoàn cho nó bền, cho nó chắc ha. Trước hết á, lúc mà mình gắn hộp xoàn á, thì mình cũng phải để top coat cho nguyên cái móng cho nó đều hết trước đã. Bây giờ mình sẽ dùng cái số 2 base dip này nè. Mình sẽ gắn hộp. Cái chỗ nào mình muốn có hộp xoàn á, chỗ đó mình nhiễu cái số 2 vô. Lúc mà mình gắn cái hộp hoàn hảo rồi á, bây giờ mình sẽ để cái activator vào. Mình nhiễu cái activator vào. Bây giờ mình sẽ move on to cái ngón kế tiếp nha. Mình muốn gắn hộp xoàn á, mình dùng cái số 2 với cái số 3 nó dễ một chút xíu á, là mình một lát mình gắn hộp xoàn xong mình không cần phải hơi vô đèn.
Với lại mình làm xong mình không cần phải để cái top coat lại nữa. Nếu mà mình để top coat lại nữa là cái hộp xoàn nó không có được bóng thì khách họ sẽ không có chịu trả tiền nữa. Cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi GovStream và New Revolution livestream ngày hôm nay. Nếu mà mấy anh chị có cái question gì về cái sản phẩm của New Revolution, mấy anh chị có thể visit cái website của công ty www.newrevolutioninc.com. Xin hẹn gặp các anh chị trong chương trình sắp tới.